Người chào các anh em, mình là Phong Lan An Giang. Hôm nay là mình sẽ cho anh em coi một cái giỏ cắm cùn đã làm rễ và giỏ không làm rễ. Đây là cái giỏ cắm cùn bình thường, không có rễ nè, thì nó là cùn một lõi luôn nha mọi người. Còn đây là cái giỏ mình xịt ra rễ nè, để mình lấy ngay cho anh em xem. Đây là cái giỏ mình xịt ra rễ nè, rễ như cái vừa vậy đó, nó rễ từ trên xuống dưới luôn. Thì như vậy thì cây chúng ta sẽ xịt thuốc lên thì nó sẽ rất là tốt, rất là ăn thuốc rất là nhanh, cây sinh trưởng rất là mau luôn nè. Đó, cùng một loại luôn. Thì mình đã dùng cái loại thuốc gì thì đây, thì giống như dendro đồ, thì mình đã làm rễ cho nó, thì mình xài cái hàng đề cam ông này, cái hàng này đó, với hàng không biết này. Thì ba hàng này nếu mà anh em mua không biết thì cũng có, anh em xài ba hàng trên. Thì làm rễ đó chúng ta xịt, nên là xịt 4 ngày một lần, xịt 3 lần là được. Thì xịt sau 2 tuần rễ là cây nó sẽ ra rễ bung nhiều dày. Rồi mình sẽ xài cái thuốc kích để cho cái rễ nó dài hơn, cái chất dinh dưỡng để cho nó dài rễ hơn. Chứ chúng ta kích ra rồi chúng ta không có xịt thuốc cho nó dài rễ thì rễ cho nó ra nó rất là ngắn. Nó ngắn thì cũng như không. Đây, cái độc non mới nó cũng ra rễ này nè. Từ cái độc non luôn á, cái độc mới thì nó ra rễ bình thường nè. Cái độc mới mới rễ nè. Thì như vậy rễ rất là nhiều, tới đáy chậu luôn. Rễ nhiều thì cây ăn phân nhiều thì tốt, mau sinh trưởng. Thì chúng ta trồng nó sẽ có cái lợi nhuận hơn. Và nếu mà chúng ta là người chơi thì nó sẽ dễ ra thành cái bụi to. Thì cái bụi này mình trồng mới có 3 tháng rưỡi à. Lúc mình trồng nó chỉ có một dây bự lên thôi. Nè, dây bự lên thôi. Còn những dây sau này là nó chỉ trồng 3 tháng rưỡi thôi. Chậu bên kia thì nó nhiều hơn, chậu bên kia thì gần 5 tháng mấy à. Nhưng mà chậu này nó không ở gần mấy cái chỗ mình xịt thuốc nên là nó sẽ không có rễ nhiều ha. Cái dạng này rễ ít lắm. Đó. Thì mình quay cho anh em xem để anh em biết là trồng cho nó có kết quả lan nhà hơn. Chứ đôi khi là người ta xài nhưng mà người ta không có chỉ rõ ràng về cái tình trạng cây nữa. Thật sự cái mấy cái loại thuốc này không phải để dành cho những thằng này không đâu. Đây nè. Đây nè. Thằng bạch câu nè. Để đây này mình rễ phân nhánh nè. Như xương cá luôn. Đó, như xương cá luôn. Thì cái này mình xịt xong khoảng chừng 3 lần, mình nghĩ mình không xịt những loại đó nữa mà mình xịt những cái loại mà cho nó đi cái rễ nó dài ra. Thì như vậy là anh em chiết ra sống nó phải tỷ lệ 90-99%. Còn thằng Dendro thì quay cho em xem, Dendro làm ra rễ như vậy mà mình trồng như gọi là đạt thôi. Còn anh em trồng xong ra rễ kích, khi nó bị hư thì chúng ta phải làm sao dưỡng phân cho nó đạt rễ nó bò dài như vậy. Rất là nhiều cây của mình cây nào cũng như vậy thôi. Đó thì mình làm rễ như vậy, cây thì nó rất là khỏe luôn. Thì đã lâu mà 5-6 tháng rồi mình không có làm clip, rồi mấy hôm nay mình rảnh mình sẽ làm những clip. Do cái điện thoại này quay cũng hơi rõ hơn cái điện thoại ngày xưa mình xài. Đó, thì mình quay cho anh em xem. Còn cây bạch câu này thì nói chung là mình chơi được, thì anh em nào thích thì cái gì inbox mình chia key để cũng được nha, tại vì nó ra một key vậy. Đó, thì mình quay cho anh em xem, chia sẻ một số kinh nghiệm kỳ những cái loại này thì mình xịt trên thân luôn nha. Bạch câu giả hại cho xịt trên thân luôn, nó ra trên thân luôn chứ mình không có cắt ươm bọng gì hết. Như vậy là nó ra kỳ nè, ra bông rồi vẫn ra kỳ được nha. Là bạch câu nè, ra bông rồi vẫn ra kỳ được. Thì đó là những cái loại thuốc mà anh em dùng. Mà quên để em nói cho anh em cách dùng luôn. Cái này là 20cc cho 10 lít hoặc 15 lít, 20 lít cũng được, thì tùy theo cái cây mình lớn thì mình dùng cái liều nó nhiều, còn ít thì xài cho 1c 1 lít, còn nhiều thì xài cho 2c 1 lít. Như là cây bụi to rồi 2c 1 lít, thằng đề cam ông đó thì nó 5c, cái đó 1c 1 lít luôn cũng được, tại vì mình xài thường thường là mình xài cái này là 2c 1 lít không à. Cái thằng bên đây thì mình cũng vậy luôn, mình xài thằng này là 1c cho 1 lít. Còn hàng súp bờ thai là 1c cho 10 lít. Thì những cái hàng này anh em xài thì nó rất là tốt, xịt cái gì cũng được nhưng mà rễ ra rất là im. Nhưng mà đôi khi anh em mua phân mà anh em khoa, đôi khi cái liều lượng nó không đủ với cái cây, giống như cái cây to bụi to như vậy đi, để nó ăn mà 2-3c trên 1 lít mà anh em xịt 1c cho 1 lít thì nó đâu có hấm thì nó lâu ra rễ. Chúng ta nên là cây to chúng ta sẽ xịt nó 1c rưỡi cũng được đó. Thì nè, rễ như rễ gừa luôn. Thì không phải là cái cây này không đâu, ngoài trước rất là xa xe chạy nữa, mình làm những cái cây cẩm cụ rồi
mà chích là nó rễ ra ngoài đầu luôn, ra vừa ra đầu là nó rễ, vừa ra đầu là nó rễ, dengo vừa lên đầu là ra rễ một chùm vậy đó, anh em thấy ok không đó. Thì cái này thì mình chia sẻ kinh nghiệm cho mình, nhưng mà đối với những cái dòng đơn thân thì mình ít có xài thằng này đó, tại vì cái thằng này nó cũng tốt nhưng mà mình xài ba thằng kia thôi, tại vì cái thằng này nó ít có cái loại kia phân nhánh thuốc, anh hút để cho phân nhánh cho nó, nhưng mà mình hết rồi mình dùng cái vỏ chai nó hút tiêu rồi đó. Thì những cái đó thì anh em tìm mua thuốc ở trên và anh em coi cái cây nhà mình, anh em nên xịt đi đó. Thì như vậy thì anh em cắt ra, cắt chỗ nào là sống chỗ đó chắc luôn nè, có rễ sẵn hết trơn rồi, lá non như vậy anh em cắt cũng sống nè, tại vì nó đã rễ rồi nó sẽ khó chết lắm. Thì đây là cách chia sẻ làm rễ lan cẩm cù và những loại lan khác.